bác sĩ Tom có một hàng dài bệnh nhân mang bầu. Vài người trong số họ rất giàu và số khác rất nghèo. Và tất cả họ đều cần được chăm sóc cá nhân để phù hợp với mức thu nhập của họ. Caroline đã quen với những thứ chất lượng cao trong cuộc sống. Những người khác chỉ có thể ghen tị. Bác sĩ Tom tạo các phiên bản để phù hợp với bệnh nhân. Của Caroline được phủ đầy kim cương. Khác đã trúng độc đắc. Cô sẽ giàu hơn với một đứa con. Molly ở đây để kiểm tra. Cô rất lo lắng. Cô có sốt mayonnaise bên trong nè. Nhầm mã vạch rồi. Điều này thật buồn cười mà. Molly, bạn đã có bầu rồi. Ba người mẹ hạnh phúc. Ba lần mang bầu hoàn toàn khác nhau. Khác không quen với việc cố gắng. Nhưng giờ khi đang có bầu, cô thậm chí hiếm khi có thể buộc dây giày. Caroline siêu giàu đang có vấn đề tương tự. Hãy xem liệu tiền của cô có giải cứu được cô không nha. Dĩ nhiên rồi, người hầu riêng của cô sẽ giúp đỡ. Anh chàng cũng gặp rắc rối theo. Caroline khá nghiêm khắc với anh. Giá như một thứ gì đó có thể khắc phục được điều này, như dép đi trong nhà, giống như của Molly, chỉ là không bằng bìa cứng. Điều đó thật tội nghiệp. Hệ thống bảo mật của Khác thật sự an toàn. Nó có tính năng nhận diện khuôn mặt. Tuyệt quá. Nhưng Caroline không bị ấn tượng. Khóa của cô có quét vân tay, quét võng mạc, quét lưỡi và kiểm tra DNA. Nó có nhiều chức năng đến nỗi cạn pin. Cô chỉ có thể mở nó một khi nó được sạc thôi. Khóa bảo vệ của Molly rất đơn giản và an toàn. Băng keo, không vấn đề gì. Caroline siêu giàu cần tập luyện nên cô có thể dùng những thỏi vàng của mình. Ngay bây giờ cô đang đạp xe. Khác cũng ngồi xuống nhưng cô sẽ phải bám vào quả bóng của mình. Và những gì Molly có thể dùng là một sợi dây. Cô đã làm khá tốt, nhưng cô đã đi quá đà và khiến giáo viên karate tức giận. Bây giờ anh chàng ở đây để trả thù. Rời khỏi chỗ này đi. Caroline vẫn không thể buộc dây giày. Molly có thể làm việc đó cho cô. Phụ nữ nên hỗ trợ lẫn nhau mà. Caroline sẽ cảm ơn sự phục vụ của cô bằng cách đưa cho cô một tấm séc trị giá 10.000 đô la. Molly rất hạnh phúc. Toàn bộ chỗ này đều rất là đắt tiền. Cô nên chọn cái nào đây? Hãy giúp Molly chọn thứ gì đó đẹp nha. Bạn chỉ có thể ăn những thứ bạn có thể chi trả. Caroline có bánh giống y như của Kate. Điều này không thể chấp nhận được. Còn xúc xích thì sao? Đây là màn trả đũa. Điều này đang dần trở nên dữ dội. Phụ nữ mang bầu thèm ăn rất nhiều. Thật điên rồ. Molly chỉ có thể chi trả để ăn gia vị mà thôi. Và thật sự thì cô yêu nó. Thiền định dẫn lối đến bình an và hài hòa nội tâm. Khác đã đạt đến niết bàn. Caroline đã trả tiền cho sự an lạc của mình. Nhưng Khác đang phá hỏng nó. Việc thiền định của Khác thậm chí còn đụng đến Molly. Giờ cô không thể tìm thấy bình yên nội tâm của chính mình được nữa. Những người nhà giàu. Caroline và Kate đã mua phấn em bé cho các bé cưng của họ. Của ai tốt hơn nè? Phấn kim cương của Caroline hay phấn vàng của Kate đây? Cái nào cũng khiến bạn hắt xì hết trơn á. Caroline chiến thắng. Kate không thể bỏ qua được. Chờ đã, Molly đâu rồi? Ở trên tủ kìa. Caroline là bệnh nhân yêu thích của bác sĩ Tom.
cô thanh toán cho mọi kỳ nghỉ của anh. Anh luôn dành cho cô sự chú ý đặc biệt. Và cô rất hào phóng với bác sĩ. Có bầu là một việc khó khăn mà. Một cuộc hẹn với Caroline trả lương cả năm cho bác sĩ Tom. Giống như một bữa tiệc vậy. Hôm nay anh chàng xong việc rồi. Siêu âm cho các bà mẹ thấy tình trạng của đứa bé như thế nào. Caroline muốn thấy điều mà bác sĩ đang giấu. Đây là ai hả? Thật sao? Điều đó thật thú vị. Mức giá của bác sĩ Tom quá cao với Molly. Ví của cô nàng trống rỗng, nhưng mà cô rất sáng tạo. Một buổi massage nhẹ nhàng thay cho buổi hẹn của bác sĩ ư? Tuyệt lắm. Molly muốn kiếm thêm một ít tiền và cô đã làm được rồi. Bác sĩ Tom sẽ phải kiếm lại số tiền đó. Kat và Caroline hẹn nhau đi ăn trưa. Kat đã có sẵn một album ảnh cho bé cưng của mình. Điều đó thật tuyệt. Nhưng Caroline đã tạo một tài khoản Instagram nổi tiếng cho bé cưng của mình luôn. Wow, Molly đang mô phỏng cây da phả và tạo tranh hang động. Kat và Caroline nghĩ điều đó thật là buồn cười, nhưng nó rất dễ thương mà. Molly rất ghen tị với những người bạn giàu có, người có thể mua các bộ đồ trẻ em sang trọng. Họ nhận được các thương hiệu và phụ kiện thiết kế. Molly có một mẹo tiết kiệm tiền rất tuyệt vời nè. Cô có thể giặt quần áo bình thường với nước nóng, tốc độ cao. Chỉ cần đợi và xong rồi. Wow, đồ trẻ em siêu ngầu luôn, miễn phí, ấn tượng đó nha. Tuyệt thật đó. Cuối cùng thì các bà mẹ cũng đã sinh con. Các bạn đã sẵn sàng để ôm bé cưng chưa nào? Việc này phấn khích quá đi. Nhưng các bà mẹ khiến bác sĩ hắt xì. Ồ, tuyệt lắm. Giờ làm cách nào để chúng ta biết đứa bé nào là của ai? Hãy giúp các bà mẹ tìm ra đi. Bình luận đáp án của bạn bên dưới nha. Mang bầu có thể đầy những điều bất ngờ đó. Vài người rất may mắn như Olivia, nhưng những người khác như Amber không có một xíu may mắn nào. Que thử của cô nói với cô rằng hãy thử lại lần sau, lần thứ 1 triệu luôn. Rất khó để buộc dây giày của bạn, đặc biệt là ngay lúc này. Mấy sợi dây nhỏ xảo quyệt luôn khiến cho Amber gặp phải khó khăn. Và việc buộc chúng càng ngày càng khó hơn nữa. Nhưng cuối cùng Amber cũng gỡ ra được. Hôm nay chắc là ngày may mắn của cô rồi. Giờ cô có thể quay lại với... Chờ đã, sao có thể chứ? Tại sao mình lại xui như vậy? Olivia chưa bao giờ gặp rắc rối với dây giày cả. Vì cô mang giày không cần đến dây đâu. Không dây thì không rắc rối gì. Thỉnh thoảng Olivia thấy thật là buồn chán. Thường thì cô chỉ muốn một chút sự chú ý thôi từ chồng của mình. Nick làm điều vợ mình muốn, nhưng anh không hạnh phúc về điều đó. Anh luôn cắm mặt vào điện thoại. Thật kỳ quặc mà. Nick, hãy tập trung vào vợ của bạn đi. Tốt hơn rồi đó. Olivia bị dính đầy nước và Nick đang gọi cho bệnh viện. Anh không biết phải làm gì và ngất đi luôn. Anh nghĩ rằng đó là nước ối, nhưng đó chỉ là nước ở trong ly mà thôi. Amber không lãng phí bất kỳ thời gian nào, nên cô sẽ học cách mặc tã lót nha. Đó là một kỹ năng hữu ích đó. Amber à, hãy cẩn thận đó nha. Làm chậm và đúng nha.
có gì không đúng hả ta? Wow, thay vì một đứa bé, bạn có một cái gối nè. Bạn cần phải tập luyện nhiều hơn. Olivia đang phát sóng trực tiếp. Cô sắp làm vỡ quả bóng bay này và tiết lộ giới tính của bé cưng. Nhưng thay vào đó, Olivia thắng được 1 triệu đô la. Đó là bảng bóng thứ 1 triệu. Amber đang làm điều tương tự, phát sóng làm vỡ quả bóng bay. Có lẽ cuối cùng cô cũng sẽ may mắn, phải không? Không có gì bên trong cả. Chúc may mắn lần sau. Amber mất rất lâu để chọn tên cho bé cưng, nên cô quyết định tin vào may mắn. Nhưng trong trường hợp của Amber, đó không phải ý kiến hay. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra. Vòng quay có thể bị kẹt. Nó đã xảy ra rồi. Xoay lại đi. Cái gì? Lại nữa à? Amber thật xui xẻo mà. Cô vừa có may mắn thay thế. Tên của đứa trẻ sẽ là Jim Ivy. Thư giãn cũng có thể mệt mỏi, nên Amber luôn bận rộn dọn dẹp. Thật tuyệt khi có một ngôi nhà sạch sẽ. Chỉ còn lại một tờ giấy, nên cô chỉ cần ném nó đi. Rừng mất tiêu rồi. Đừng lo, Amber sẽ khiến nó không còn là vấn đề. Hãy tạo mục tiêu lớn hơn đi. Tốt hơn rồi đó. Nhắm chuẩn mà. Nghiêm túc quá hả? Tốt thôi, mình sẽ bỏ nó vào trong túi. Cô lại trượt lần nữa. Vũ trụ thật sự ghét Amber nhỉ. Một trong những truyền thống lúc mang bầu là mọi người đều tặng quà cho bạn. Bạn của Olivia đến thăm cô. Cô mua một món quà tuyệt vời cho bé cưng. Quần áo và một chú heo đất kỳ lân dễ thương. Đáng yêu thật đó nha. Giờ Olivia không phải mua những thứ này nữa. Olivia thật may mắn khi có người bạn như vậy. Chồng của Amber cũng có một bất ngờ cho cô. Nhưng đó không phải điều mà cô hy vọng. Đó là một con heo đất bị vỡ. Wow. Ngay giày của Amber lại bị rơi ra nữa rồi. Đây là trò đùa đúng không? Thật mệt mỏi mà. Để cúi xuống và thắt chúng lại. Mỗi lần càng trở nên khó hơn. Dù Amber thử tư thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể chạm tới dây giày. Cô không thể tự làm được. Cô sẽ cần nhờ chồng của mình giúp. Đó là cách gia đình vận hành đó. Nhưng điều này khá lãng mạn à nha. Tình yêu mang chúng ta đến với nhau. Amber muốn đăng ký các lớp học cho mẹ bầu, nhưng mà cô thật xui xẻo. Các lớp học đều đã đầy rồi. Bây giờ Amber sẽ phải lái xe khắp thị trấn này. Chào Olivia. Cái gì? Bạn vô tình thắng được 2 phiếu đăng ký á hả? Không thể nào. May mắn quá đi. Olivia đưa 1 phiếu dư cho Amber. Và giờ cả hai đều rất hạnh phúc. Hẹn gặp lại trong lớp nha. Thầy hướng dẫn này rất nghiêm khắc. Anh bị ám ảnh bởi việc tập luyện. Và anh ghét đồ ngọt. Anh là quái vật. Này anh bạn, với mức độ này, họ sẽ lâm bồn tại phòng tập luôn á. Các cô gái không thích anh chàng. Nhưng tốt hơn rồi. Cú ngã mới mạnh làm sao. Gậy ông đập lưng ông nha. Amber vừa tìm thấy một bài kiểm tra để thấy được bé cưng tương lai của cô sẽ thông minh ra sao. Amber đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ số IQ là 100 á. Được đó nha. Nick cũng tìm thấy bài kiểm tra nữa và quyết định làm thử. Bé cưng của họ là một thiên tài ư. Chỉ số IQ 200 là rất ấn tượng đó. Bạn may mắn quá đi. Sau lớp học cuối, huấn luyện viên đã bình tĩnh lại. Bây giờ anh sống hòa thuận và anh muốn thiền định hơn là tập luyện. Nhưng Amber dị ứng với mùi hương.
cô bao phủ mùi hương với nước hoa. Nhưng huấn luyện viên dị ứng với nó. Cả hai đều đang gặp khó khăn khi thiền định. Đến lúc để Olivia tìm hiểu xem liệu đứa bé là trai hay gái. Hãy làm siêu âm nào. Hả? Nó không hoạt động. Một đồng xu vàng mắc kẹt ở trong đó rồi. Điều này thật may mắn. Olivia đang có một cậu con trai may mắn. Giờ đến lượt của Amber. Hãy xem bạn thế nào rồi. Là ai vậy? Con trai ư? Không à. Là một cô bé á? Không luôn hả? Amber có một cặp sinh đôi. Wow, điều này cực kỳ may mắn luôn á. Cô rất hạnh phúc. Một lúc sau, các bé cưng đã ra đời. Amber à. Hiu, cô vẫn ổn. Con của cô chắc chắn sẽ may mắn hơn cô rồi. Đừng lo lắng. Bạn nghĩ gì về Amber và Olivia? Và phần yêu thích của bạn trong video là gì nào? Cho tụi mình biết ở bình luận nha. Và đừng quên like và hãy subscribe kênh. Đừng bao giờ bỏ lỡ video mới nào từ Trum Trum Trick nha.